thôi em xin cho quý anh chị tiếp tục hôm nay em lên sóng nha anh chị. Đó. Rồi, hôm nay có đài Quảng Ngãi quê hương em nè anh chị. Rồi Quảng Ngãi quê hương em ngày 26 tháng 8 năm 2023. Đó, thứ bảy nha anh chị. Rồi số 05. Đó, 05 nha anh chị. Nam 05 62 14 88 97 79 43 23 41 56 80 71 58 34 25 16 60 32 07 99 đổ xe. Rồi, mấy cái xe nó vô đổ xăng nha anh chị, nó ồn quá nha. Rồi Đắk Nông nha anh chị, Đắk Nông ngày 6 tháng 4 thứ bảy nha anh chị. 19 Đắk Nông. 51 92 74 37 nha anh chị. Đó, dưới này là Đắk Nông một sắp hơi sắp 46 năm sắp nha anh chị. Rồi thì cũng như thường lệ em quay video cho anh chị mình xem. Đó thì đây là tài khoản hòn của em và số điện thoại cũng như là tên của em, để anh chị mình dễ liên lạc rồi anh chị mua ủng hộ em nha. Vi Ngọc Tài, số điện thoại 0968 634712, Ngân hàng Nông nghiệp Aribank 451220 5273226 nha anh chị. Đó, anh chị nào có nhu cầu thì điện cho em nha anh chị. 451 220, số tài khoản rất là dễ nhớ nha anh chị. 451 220 527, đó, 322226. Rồi rất là dễ nhớ nha anh chị. Rồi có gì anh chị nào thì mua vé số thì ủng hộ em nha anh chị. Rồi em quay video đến đây thôi, anh em ngán gọn thôi nha anh chị. Đến đây xin tạm dừng nha, chúc cho anh chị cô bác mình được may mắn nha, được chiều nay như cặp số độc đắc đầy miền Trung ngày hôm nay nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều, chúc cho anh chị may mắn phát lộc phát tài. Cảm ơn quý vị đã xem video của em. Cảm ơn.